Chào anh em mình là kẹo ngon ba miền hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em với dòng kẹo 5.5 bên mình nhá trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em những em nào đang theo dõi video của mình thì rất mong anh em cho mình xin một lần này lên video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình lấy thêm lượt tương tác nhá và những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá mình xin chân thành cảm ơn anh em còn về cách thức giao dịch thì anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá hàng không kiểm hay hàng tin tưởng với miền mua hàng anh em là không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em một trăm phần trăm như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em nhá hàng có bao đổi trả cho anh em yên tâm đó cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái dòng kẹo 5.5 bên mình 5.5 nhà mình có lấm ngăn mập tư, lấm thân dài xuyên phá và sờ lùng anh em nhá đầy đủ các loại kẹo cho pcb luôn và hàng nhà mình thì tất cả đều là hàng nhập đóng máy chỉ mềm đó, chỉ mềm một phần trăm anh em nhé nhiều khi anh em cầm viên kẹo mà không cẩn thận đầm rơi nó cũng đủ móp luôn đó thì đầu tiên mình giới thiệu với anh em cái mẫu kẹo ngắn mập anh em nhá mẫu kẹo ngắn mập nhà mình có đầy đủ kích thước 550 552 554 và 556 luôn anh em nào chơi đâu nghề cành mòn thì anh em tăng size là nên cho nó phù hợp với kích thước cành anh em nhá Đó. đây là 5.50 này cái mẫu kẹo ngắn mập này thì chơi cực kỳ là dễ chơi không đến cành anh em nhá cành nào cũng sử dụng ngon luôn Đó. khi anh em mua hàng 5.50 thì kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình để mình gửi đúng hàng cho anh em Đó. hàng bao đều và đẹp luôn không một chút bao vía cạnh nào anh em nhá đó. hàng ba đều ba đẹp luôn đó còn uh, đây là 552 Đó. Mẫu kẹo này thì bao cho anh em độ chuẩn là 130m Bao lắp xe là 90m Nếu mà anh em căn chỉnh tốt, cánh ngon Thì độ chủ của nó sẽ xa hơn nhiều anh em nhé Hàng không đúng như giới thiệu Thì có thể gửi hàng cho mình, mình hoàn tiền cho anh em 100% luôn đó. Hàng chỉ mềm anh em nhé Đó, bóp một phát bèo chú luôn là Anh em không loại cảnh hạnh khương đó. Còn uh, đây là 554 đó, hàng bao đều bao đẹp luôn anh em nhận hàng về test cảm thấy không trụm thì gửi hàng cho mình mình hoàn tiền 100 trăm anh em nhá đó, anh em test thoải mái một hai nặng gì đấy mình vẫn hoàn tiền 100 luôn đó anh em là khách mới chưa biết chất lượng thì có thể mua lửa cân để dùng thử anh em nhá đó, còn đây là 556 này hàng bao đều và đẹp luôn bao đẹp nhất thị trường anh em nhá đó. anh em test không trộm thì gửi hàng cho mình hoàn tiền cho anh em 100 luôn đó hàng bao đều và đẹp nhìn thấy chung hai tầng anh em nhá cực kỳ là đều luôn mẫu này thì mình đang bán là bốn trăm rưỡi anh em nhá bán bốn trăm một cân bao ship còn đây là mẫu monster mẫu monster này thì chơi cũng không nên cạnh nó dài ngăn bọc một chút độ vươn và độ lớn gió nó sẽ nhỉnh hơn anh em nhá mẫu này mình cũng đang bán là bốn rưỡi luôn nhà mình có kích thước 5.5 552 đó hàng bao đều và đẹp luôn Đấy. Monster cực kỳ là dễ chơi anh em nhé Anh em nào mà chưa trải nghiệm thì nên trải nghiệm thử Bởi vì mẫu này cực kỳ là dễ chơi Đó, Anh em chơi mẫu này rất là nhiều Monster Anh em đang sử dụng rất là hot mẫu này hiện nay Đó, Sử dụng được cho cả cành heavy anh em nhé Cành heavy cũng thể chơi được mẫu này luôn Đó, Mình đang bán là bốn trăm rưỡi, Chơi cực kỳ là dễ chơi Độ vươn và độ gió cực kỳ là tốt anh em nhé Hàng ba đều bao đẹp Các anh em nhận hàng về không ưng thì gửi lại hàng cho mình À, còn đây là mẫu kẹo thân dài mẫu kẹo thân dài này, độ vươn cực kỳ là tốt luôn đó độ vươn và độ nước gió cực kỳ là tốt thích hợp cho những em nào ở vùng đồng bằng đó. mẫu này thì thân nó dài nó chịu độ mưa cao nên là độ vươn cực kỳ là tốt luôn rất trụng cứ đi xa anh em nhé nếu mà anh em có cành không mỏng ấy và cành ít gương thì chơi hiệu quả cái mẫu này nó sẽ cao hơn đó. Đó, nó hơi kén cành một chút anh em nhé mình cũng đang bán là bốn trăm rưỡi và anh em lưu ý khi nhận hàng thì anh em mang về rồi hãy bóc hàng anh em nhá anh em nhận hàng thanh toán rồi mang về rồi hắn bóc hàng đứng bóc hàng ở ngoài đường Đó, bóc hàng ngoài đường shipper đã biết rất là nguy hiểm Đó, nhiều người khác biết nữa rất là nguy hiểm Đó, để shipper đã biết thì từ lần sau mình gửi hàng rất là khó khăn anh em nhá Đó, còn đây là mẫu kẹo xuyên phá Đó, xuyên phá này thì anh em đi rừng hoặc là anh em đi săn những con thú lớn thì chơi cực kỳ là phê luôn Đó. Thích hợp cho những em nào đi rừng Và anh em chơi mẫu xuyên phá này thì gần như là toàn thế Anh em chơi gần thôi Nên là anh em không cần tăng áp cao anh em nhé Chơi cùng với mức áp của lấm cũng được Đó. Nhiều khi anh em đang chơi lấm Anh em muốn đi săn con gì do to Thì anh em chơi kèm thêm mẫu này Đó. Sức phá cực kỳ là mạnh luôn Đó. Còn đây là của anh em nhé lung nhà mình có 5.5 và 5.52 lung không nhập gì dây Cái mẫu này thì anh em cứ đẩy tốc cao lên Đó. Anh em để tốc cao để chơi càng phê luôn À, cành heavy thì chơi khỏi cái bàn luôn anh em nhá Đấy. mẫu này thì có độ chuẩn cực kỳ cao bao chuẩn cho anh em là 150 mét luôn đó ở Sơn Lung 27g anh em nhá Đấy, có 5.5 và 552 sau lung này thì nhà mình là đang bán là 500.000 một cân 500.000 một cân bao ship anh em nhá 500.000 một cân bao ship mẫu sờ lùng tất cả các mẫu nhà mình đều bán là bốn trăm rưỡi có mỗi xà lùng là 500 anh em nhé anh em nào mà mua mẫu nào thì cứ liên hệ với hai đầu xuống clip số điện thoại và zalo mình mà 24 trên 24 luôn xin chào anh em